Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro thông báo, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông sẽ kết thúc 15 ngày vận hành miễn phí trong ngày 20 tháng 11 và bắt đầu chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại, vận chuyển hành khách có thu tiền bắt đầu từ ngày mai 21 tháng 11. Cùng với việc bán vé, tuyến Cát Linh Hà Đông cũng thay đổi thời gian chạy tàu so với hiện nay. Cụ thể trong 6 tháng đầu khai thác thương mại, các đoàn tàu chở khách từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày tần suất là 10 phút một chuyến. Hiện tại hoạt động từ 5 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày, 15 phút một chuyến. Giá vé tàu là từ 8.000 cho đến 15.000 đồng một lượt. Vé ngày là 30.000 đồng một ngày đi lại trong ngày, không giới hạn. Vé tháng phổ thông là 200.000 đồng một vé 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Vé tháng mua theo tập thể 140.000 đồng từ 30 người trở lên. Vé tháng cho học sinh sinh viên, công nhân khu công nghiệp là 100.000 đồng một vé miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 60 tuổi, người có công, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo.